Model FD5. Dòng này là dòng rất nổi tiếng trong giới thương hiệu Aiwa em ha. Cặp loa đi kèm đúng combo thân vàng rất là đẹp luôn. Mặt này ốp giả kim nhìn rất là sang, loa trep đơm ha và bass 12 và màn giấy viền vải tẩm ha, siêu bền không bao giờ hư luôn. Và cục vàng còn rất là đẹp luôn, bóng loáng, các nút nhấn volume còn rất là mới luôn, không có rỉ sét gì hết. Màn hình hiển thị rõ nét luôn anh em ha. Nó hơi bị bóng cho nên nhìn không có rõ nha. Đây, rất là rõ nha anh em. Loa thì gỗ luôn, nhìn rất là đẹp. Nhìn nó rất là tông siêu tông và trưng bày rất là sang trọng luôn. Vàng hoạt động tốt CD, rồi có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth và có FM full tần số cho nên là thích nghe đài ha. Vàng này đặc biệt, vàng này chỉnh được bass, mid và treble ha, chỉnh được ba dải tần số của nhạc luôn. Rất là hiếm có vàng nào mà chỉnh được dải mid nha anh em, đa số chỉnh bass treble thôi. Mình đang thấy chức năng này là chức năng CD ha, đọc rất là nhanh và rất là rõ ha. Càng luôn cho nên là sưu tầm và trưng bày rất là đẹp, phù hợp luôn nè, rất là đẹp ha. Loa phía sau nó nhìn decal gỗ luôn, nhìn rất là đẹp luôn, đúng combo thời gian ha, hàng về từ Tokyo Japan nha nè. Đây, rất là đáng sưu tầm ha. Chất âm cũng rất là hay anh em, trong tầm giá hơn 1 triệu thì những vàng này là khó có đối thủ nào cạnh tranh được, và đã trưng bày rất là đẹp. Vàng này thì 1,2 triệu anh em, rất là rẻ để anh em sử dụng. Mình có một số vàng nó cũng giống vậy nhưng mà nó không có độc đĩa hoặc là ngoại hình nó xấu hơn một tí thì giá nó sẽ thấp hơn. Đó thì anh em cần thì cứ nhắn mình qua Zalo 0981333246, mình sẽ báo chi tiết hình ảnh và chức năng cho anh em lựa chọn ha. Lưới loa đầy đủ nha, chúng mình sẽ thăm và cái tầm giá nó phù hợp. Rất là đẹp anh em ha. Mình test có chức năng tuner vào đài ha. Đây là nên kết nối một dây điện 75 ohm vào phía sau ngõ FM thì nó bắt được đài đó, rất là dễ ha. Dây điện cũng được hoặc là dây anten cũng được càng tốt ha. Anh em dò tần số hai nút này nha, qua bài này. Và đây là bấm nút sub mode này đó, thì anh em chỉnh được bass ha, đó, cộng trừ 10, cộng trừ 5 nha, là 10 mức nha anh em. Bấm nữa chuyển qua middle là mid và cái nữa là treble ha, chỉ được ba dây tần số rồi chỉnh được hẹn giờ vân vân, rất là tiện lợi nha anh em. Rồi mình đeo chức năng AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth qua ngõ 3.5. Mở nhạc bên máy phát nhạc phát qua. Đường vắng thưa, bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điện câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi. Hàng gia băng thì nó chi tiết bắt mạch rất là hay ha. So với cái dòng loa vi tính mà tầm giá khoảng 1,5 triệu ra loại thì cũng không bao giờ hay bằng cái này anh em ha. Anh em mua với lòng liên hệ mình 0981333246, anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại anh em.